Thưa ông, đúng là như ông nói đó, là bởi vì kính thưa quý vị, khi mà chuyển tiếp từ bên người Pháp mà trở qua cái chế độ của miền Nam Việt Nam đó, thì đúng là người Pháp họ đề cao cảnh sát thật, và họ nói đó là một cái nghề cao quý, là bởi vì họ gọi là agent de police. Và hồi xưa mà quý vị biết, ai mà đụng vào người cảnh sát ở bên Pháp là tội nặng lắm đó. Thì nhưng mà sau này như ông nói là theo thời thế, mà đặc biệt là gắn liền với chiến tranh, thì trong có thể nói là trong suốt quá trình thành lập rồi chế độ đệ nhất cộng hòa rồi đến đệ nhị cộng hòa, khi mà chiến tranh nó bộc phát gọi là khá là mãnh liệt, thì vai trò của người cảnh sát quốc gia, thưa ông, ngoài cái chuyện là an dân ở những thành phố và những tỉnh, thì cái vai trò của người cảnh sát quốc gia còn hình như là có phải rộng hơn nữa, phải không ạ? Đó là những cái nhận định của cô cũng như gợi ý cho chúng tôi. Thì về sau này cảnh sát quốc gia được sử dụng một cách thiên hình vạn trạng, có nghĩa là bằng mọi cách. Tôi xin đơn cử một chuyện là sau này chúng tôi có cái lực lượng gọi là cảnh sát dã chiến. Thì trước đó thì như cô vừa mới nói, duy trì bảo vệ an dân. Rồi ngoài ra là chúng tôi có cái ngành tình báo mà gọi là cảnh sát đặc biệt đó, thì phải đối đầu với địch là những người cộng sản. Rồi chúng tôi mới thành lập ra là cảnh sát dã chiến. Lúc đó thì lực lượng cảnh sát dã chiến của chúng tôi đó là thay cho quân đội gọi là diện địa, tức là quân đội sẽ đi ra xa hơn. Là những đơn vị chiến đấu, còn chúng tôi lại lo giữ ở về thành thị, phố phường, tỉnh lỵ. Thì trong vòng đó chúng tôi phối hợp với những tiểu khu để mà lo về an ninh trật tự. Thành ra cái nhiệm vụ của chúng tôi bị rất là nặng nề và lan rộng ra, chứ không không có phải là tụ nhỏ lại như ngày xưa. Là cảnh sát là chúng tôi có hai hai là hai ngành khác nhau, hai nhánh khác nhau. Thì cảnh sát thì là lo về thị xã địa phương, công an thì lo một cái tình báo tổng quát tất cả những cái vùng biên giới và tỉnh tỉnh này qua tỉnh kia. Thì đến lúc mà chúng tôi được bành trướng lên đó, là con số cuối cùng của chúng tôi đó, là một cái lực lượng rất lớn là 135.000 nhân viên ở trong cảnh sát. Lúc khởi đi là chỉ có 22.000 người. Thưa ông Nguyễn Văn Toàn, theo như ông biết đó, thì là cái ngành cảnh sát đó có một cái cách nào đó giống như là ở trong chiến tranh chính trị, hay là trường Võ Bị Quốc gia Đà Lạt, hay là Thủ Đức chẳng hạn, có một cách nào để mà gọi là gọi là kêu gọi người thanh niên gia nhập cái hàng ngũ, cái lực lượng của mình hay không? Thì ngành cảnh sát có khuyến khích những người thanh niên gia nhập ngành cảnh sát bằng cách nào? Thưa cô, thế này, ngành cảnh sát bắt đầu bành trướng thì từ cái 17.000 người năm 1961 cho đến lúc 65 nó tăng lên 52.000 người. Thì cái nhân số tăng thì không đáng kể, nhưng mà bây giờ muốn cho ngành cảnh sát nó có một cái sinh khí mới và nó có một cái trình độ của nhân viên cao lên, hay là phải có trường lớp đàng hoàng. Chứ còn khi mình tiếp nhận thì quả thật ra mình chưa có những trường lớp, như tôi xin phép cô là hơi dài dòng vậy. Thì sau này á, mình phải có trường lớp rồi mình tuyển mộ, thì mình tuyển mộ là nó phải có những người có cái trình độ. Thì lúc đó chúng tôi mới nghĩ ra cái chuyện, trong ngành cảnh sát chúng tôi mới nghĩ ra cái chuyện là ngành cảnh sát phải có một sự tiến hóa theo cái đà tiến của xã hội. Thì người cảnh sát phải là có một cái trình độ văn hóa đi đôi với lại trình độ nghề nghiệp. Thì trong ngành chúng tôi mới là bắt đầu tuyển mộ để đáp ứng cái tiến trình của xã hội. Thì bắt đầu lấy những người có bằng tú tài 1 và tú tài 2. Thì những người đó thì chúng tôi lúc bây giờ chưa có cái học viện ở Thủ Đức. Sau này thì
dân chúng đều biết là chúng tôi có cái trường, cái học viện cảnh sát quốc gia ở Thủ Đức, nó ngang bằng với lại những cái quân trường của quân đội. Thì trước đó thì chúng tôi chỉ có ghé vào cái trung tâm Lê Văn Duyệt. Dạ. Thì lúc đó chúng tôi tuyển mộ những cái người có sinh viên này kia nọ ở ở ngoài dân sự gia nhập, thì đòi hỏi là bằng tú tài 1 và tú tài 2. Thì chúng tôi chuyên ra đào tạo, sau này họ gọi là những sĩ quan cảnh sát đó. Thì trong ngành cảnh sát chúng tôi đó, nó cũng như tưởng tượng như quân đội, cảnh sát viên là thấp nhất. Dạ, đó. Nhưng là ông đang nói về cái ngạch trật đó. Vâng, đương nói về ngạch trật. Rồi đến cái người kế tiếp là phó thẩm sát viên là chính ngạch. Dạ. Còn cảnh sát viên đó là ngoại ngạch, tức là chưa được bổ dụng vào ngạch. Thế rồi, nhưng mà cái ngạch phó thẩm sát viên đó, chúng tôi cũng phải đi thi. Thấp nhất, tôi xin tuần tự kể là cảnh sát viên, phó thẩm sát viên, rồi thẩm sát viên, rồi biên tập viên, rồi quận trưởng, rồi kiểm tra, rồi tổng kiểm tra. Đó, mà mỗi cái ngạch chúng tôi phải đi qua 10 trật, có nghĩa là 2 năm thì chúng tôi phải dự tranh. Thì thí dụ chúng tôi phải có cái số bình điểm tối thiểu lắm là 19-75, thì 2 năm đó chúng tôi mới hy vọng lên được một trật nữa. Mà cô cứ tính mỗi ngày có 10 trật đó, thì một người mà qua được cả một cái ngạch thì tôi nghĩ là phải 20 năm. Đó là những cái thiệt thòi của người cảnh sát. Thì tôi nói với cô như vậy. Sau này thì đào tạo thì có một số sinh viên, có một số dân sự gia nhập ngành cảnh sát quốc gia, thì tú tài 1 trở thành 9 tháng học, 12 tháng học, trở thành được bổ dụng vào ngành, trở thành thẩm sát viên, hoặc là tú tài 2 thì trở thành biên tập viên. Ngoài ra đáp ứng cái nhu cầu để mà bành trướng, gửi người đi ngoại quốc học này kia nọ đó, thì lại có một số anh em gọi là đồng hóa. Yeah. À, đồng hóa thì họ, những người đó có cử nhân, nhưng mà cái số đó thì ít thôi. Rồi điền thế cho những cái người mà đã về hưu, hoặc giả là điền thế cho những người đã quá vãng. Yeah. Thì cái số anh em đó có cử nhân. Sau này thì Học viện Cảnh sát Quốc gia, thì lúc bây giờ ngành Cảnh sát Quốc gia đã bành trướng lớn rồi. Yeah. Rồi tôi xin cải chính lại, cái người mà luôn luôn tự nghĩ là có công xây dựng cái ngành cảnh sát mà bành trướng lớn đó là Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình, là cái người tư lệnh cảnh sát cuối cùng. Sau cùng hết. Sau cùng hết. Dạ vâng. Thưa, ở miền Nam Việt Nam hồi trước đó, thì có nhiều người nghĩ rằng là cảnh sát là chỉ là giống như là cảnh sát gác đường, hay là cảnh sát giao thông, cảnh sát công lộ, hoặc là đôi khi có cảnh sát về kinh tế. Nhưng mà người ta, nếu mà tìm hiểu sâu hơn đó, thì ngành cảnh sát khi mà phát triển lên nhiều đó, thì là người cảnh sát lại được đi theo những cái ngành chuyên biệt. Thí dụ như có ngành cảnh sát phản gián, rồi cảnh sát về phá án, những cái vụ án rất là lớn ở mà có liên quan đến, thí dụ như là Cộng sản, hay là có liên quan đến những cái vấn đề khác đó. Thì thưa, có đúng là nó có nhiều cái ngành cũng đặc biệt lắm ở trong cảnh sát, thưa? Trong cảnh sát thì phải gọi là chuyên biệt. Chúng tôi dùng danh từ là danh từ kép, những cái chuyên môn và giữ những cái nghiệp vụ. Thì chúng tôi có 3 ngành chính thức. Hồi đó công an cảnh sát mà tiếp nhận từ Pháp sang thì chúng tôi chỉ có 3 cái ngành mà chuyên nghiệp là hành chánh, tư pháp, cảnh sát đặc biệt. Thì 3 ngành này là chuyên trách 3 việc, giống như cô vừa đề cập. Thí dụ tư pháp thì chuyên trách những là truy tố, điều tra phạm pháp, đưa ra tòa này kia nọ đó, là về tư pháp. Còn về cảnh sát đặc biệt là chuyên trình về tình báo. Tình báo là có thể làm tất cả những gì liên hệ khắp toàn quốc, rồi lại phụ trách ở trong địa phương.
Còn cái hệ thống của cảnh sát quốc gia chúng tôi đó, thì ngày xưa nó có tổng nha cảnh sát là ở ngay Sài Gòn. À, tổng nha. Rồi, dạ vâng. Ở Huế thì người ta gọi là nha cảnh sát cấp vùng đó, cấp vùng hay là cấp khu, thì là nha cảnh sát Trung Nguyên, Trung Phật, à, nha Trung Phật. Ở Đà Lạt đó, thì nha Cao Nguyên Trung Phật. Dạ. Ở Sài Gòn về sau này đó, nó trực thuộc cái đô thành, thì nó có nha cảnh sát đô thành. Rồi ở Cần Thơ, ở vùng dưới vùng 4, sau này gọi là vùng 4, thì nó có nha cảnh sát quốc gia Tiền Giang là ở Mỹ Tho, nha cảnh sát quốc gia Hậu Giang là ở Cần Thơ. Rồi nó còn một cái nha cảnh sát nữa là bởi vì miền Trung rất rộng, thì nó có một cái nha cảnh sát đóng ở Nha Trang, thì người ta gọi là nha cảnh sát quốc gia Trung Nguyên, miền Nam Trung Nguyên Trung Phật. Yeah. Đó. Rồi á, cái cấp tỉnh thì nó có ti công an và ti cảnh sát. Thí dụ giờ mình ở Đà Lạt thì nó có cái ti cảnh sát, thì nó đóng ở chỗ nhà thờ Nicola, nhà thờ Con Gà. Còn ti công an thì gọi là ti công an tỉnh Đà Lạt Tuyên Đức, thì nó đóng ở trên đường Giang Hút. Đại khái vậy. Tôi đơn cử vậy là vì cô lớn lên Đà Lạt, cô cũng hiểu thấu đáo vậy. Thì tỉnh thì có ti, ở trung ương thì có tổng nha. Rồi á, thí dụ Đà Lạt Tuyên Đức có 4 quận, thì Đơn Dương, Lạc Dương, Đức Trọng, rồi Tùng Nghĩa. Không, Tùng Nghĩa nó chỉ là một cái xã thôi. À, dạ. Thì nói tóm lại quận thì là chi. Dạ. Còn ở xã nó gọi là phân chi. Thành ra nó từ thống thuộc là như vậy. Tổng nha, xong rồi đến nha, nha rồi đến ti, ti rồi đến chi, chi rồi đến phân chi.